mua của Nga dễ lắm, ok bán liền. Nhưng nếu anh mua của Mỹ hoặc các nước khác nó lại phải qua quốc hội nữa, nó trở ngại thì anh cũng thông qua rồi mất thời gian. Đó là hai cái trở ngại mà trong việc hiện đại hóa quân đội Việt Nam. Tôi là Đỗ Thanh Minh, trước đây tôi có bị căn bệnh là phong tê thấp, tức là đau nhức của hai cái chân, đi lại rất là khó khăn và sử dụng rất nhiều các loại thuốc cũng không khỏi. Tôi đã tìm hiểu rất nhiều các tháng máy massage và cuối cùng tôi đã tìm hiểu được thì là tôi đã mua cái máy massage của hãng Nuraco của Mỹ. Và sau khi mua được cái máy massage Nuraco của Mỹ này về tôi sử dụng hàng ngày thì cái căn bệnh của tôi nó khỏi hoàn toàn và đi lại rất là dễ dàng, không như trước đây nữa. Hệ thống rút của hai cái chân này là các cái hãng khác là gần như là không có. Chủ đề chính ngày hôm nay liên quan đến quốc phòng Việt Nam và có thể xem đây là những tiết lộ mà từ trước đến giờ chúng ta ít được biết, nếu không muốn nói là chưa bao giờ được biết, liên quan đến một cái chia sẻ của một giáo sư học giả rất nổi tiếng và đặc biệt là người này rất có thiện cảm và đặc biệt nữa là Hà Nội cũng rất mến người này. Người này là ai và ông đã chia sẻ những gì? Xin mời em. Vâng, thưa anh, thì trong 2 ngày 1 và 3 tháng 2 vừa qua, một cái trang web về nghiên cứu cũng rất là nổi tiếng và rất có uy tín ở hải ngoại, đó là Việt Studies. Họ có gửi thư cho giáo sư Canthea, cựu giáo sư Học viện Quốc phòng của Úc, người rất rành về Việt Nam, và đặt như vậy là khoảng 5 câu hỏi liên quan đến quốc phòng Việt Nam. Cái đầu tiên vào ngày 1 tháng 3 đó, thì họ đặt hai câu hỏi. Thứ nhất là các lực lượng quân đội Việt Nam lâu nay lệ thuộc rất nặng nề vào vũ khí của Nga. Thế bây giờ cuộc chiến ở bên Nga và Ukraine nó có ảnh hưởng đến quân đội Việt Nam và cái nguồn vũ khí của Việt Nam như thế nào không? Và Việt Nam sẽ tìm cách khắc phục như thế nào? Đó là câu hỏi của Việt Studies. Thì ông Can Thế trả lời như sau. Cái vấn đề kho vũ khí của Việt Nam đó thì lâu nay chủ yếu đúng là mua từ Nga. Nga là cái nhà cung cấp vũ khí lớn nhất cho Việt Nam. Đặc biệt, nhưng mà kể từ năm 2014, tự nhiên cái số này, cái số lượng vũ khí mà Việt Nam mua của Nga nó giảm hẳn. Bởi vì năm 2014 là năm mà Nga xâm lăng và chiếm bán đảo Crimea của Ukraine. Đó. Thành ra đó, từ cái mức là 1 tỷ đô la vũ khí một năm đến năm 2014, từ năm 2014 nha, là trước từ 2014 trở đi ra cứ 1 tỷ, 1 tỷ một năm. Thì đến cái tài khóa 2019-2021 thì số lượng vũ khí Việt Nam mua của Nga rớt xuống còn khoảng 200 triệu. Tức là anh thấy nó sụt đi khoảng 80%. Một phần trong đó là vì cái lý do Covid-19 nữa. Đó. Thì trong số những vũ khí mà Việt Nam mua của Nga từ trước giờ bao gồm những cái gì? Thì ông giáo sư Canthea, ông có những thông tin rất độc đáo. Ông kể là năm 2017, tức là từ 2014-2017, tức là cái số lượng mua vẫn nhiều đó, vẫn chỉ có 2019-2021 là xuống còn 200 triệu thôi. Thì 2017 Việt Nam mua 64 cái xe tăng T-90, xe tăng chiến đấu. Đây là cái loại mà được sử dụng rất nhiều ở chiến trường Ukraine trong thời gian qua, thấy không? Cái lý do mà theo ông Canthea lý giải là tại sao Việt Nam giảm mua vũ khí của Nga là bởi vì năm 2014, sau khi Nga xâm lăng và chiếm bán đảo Crimea của Ukraine, thì Quốc hội Mỹ vào năm 2017 thông qua một cái đạo luật trừng phạt các quốc gia mua bán với quốc gia kẻ thù của Mỹ, đó là Nga. Cái đạo luật này nó viết tắt là Countering America's Adversary Through Sanctions Act. Nó gọi tắt là CAA, TSA, gọi tắt là CASA. Đó. Thì theo cái đạo luật này, những quốc gia nào mua vũ khí của Nga hoặc mua hàng hóa đặc biệt vũ khí là bị cấm vận. Đó. Thì sau đó, trong một lần nói chuyện vào cái thời điểm năm 2017, ông James Mattis là Bộ trưởng Quốc phòng của Mỹ có đề nghị bây giờ miễn áp dụng cái đạo luật CASA này cho ba quốc gia. Đó là Ấn Độ, Indonesia và Việt Nam. Bởi vì ba quốc gia này là lệ thuộc vào vũ khí của Nga rất nhiều trong một thời gian dài. Bây giờ đùng một cái bảo họ ngưng mua thì rất khó. À, miễn áp dụng cái luật CASA cho ba quốc gia này. Nhưng cái luật CASA này nó có một cái điều kiện là miễn áp dụng có thời gian hạn định chứ không phải là vô định. Và nếu anh muốn được gia hạn thì anh phải bày tỏ cái thiết chí hoặc ý định là anh sẽ giảm mua của Nga. Thấy chưa?
Tức là nó có hai điều kiện trong đây. Điều kiện thứ nhất là cái miễn áp dụng này là không kéo dài, nó chỉ có một thời gian nhất định. Và nếu anh muốn gia hạn thêm, anh không bị áp dụng, tức là không bị cấm vận, nếu anh tiếp tục mua vũ khí của Nga, thì anh phải bày tỏ cái ý định là ô, chúng tôi cần gia hạn này để chúng tôi từ từ chúng tôi sẽ dứt bỏ luôn cái Nga. Đó, hai cái điều khoản của luật Kassam. Thì theo giáo sư Kanthaler nói, ông phân tích, thì có lẽ đó là lý do Việt Nam giảm mua vũ khí của Nga là vì cái luật Kassam có từ năm 2017 do Quốc hội Mỹ thông qua. Đó, đó là một cái giải thích. Thấy không? Một cái giải thích nữa đó, ông nói vào năm 2018 thì lúc đó chính quyền ông Donald Trump, một số người có kêu gọi Việt Nam, vận động với Việt Nam là giảm bớt lệ thuộc vào Nga và nên mua vũ khí của Mỹ. À, điều này thì trước đây trên một số chương trình tôi có nói với anh rồi, đúng không? Bây giờ ông đang can thiệp, ông nói cũng lặp lại cái chuyện đó, mà chuyện đó mình không ngạc nhiên là bởi vì khi giảm của Nga, ông Mỹ mà ông ép như vậy đó, à, anh không được mua Nga thì mua của tôi, à, anh muốn bán mà, đúng không? À, và anh nên nhớ nha, cái chuyện này nó xảy ra là sau năm 2016. Cái luật này nó có năm 2017. 2014 đó là Nga xâm lăng và chiếm Crimea, đúng không? 2016 chính ông Barack Obama, tổng thống thứ 44 của Hoa Kỳ, sang thăm Việt Nam và hủy bỏ lệnh cấm vận bán vũ khí cho Việt Nam. Vâng. À, thì 2017 cái luật Kassa này ra, thì 2018 ông Trump lên mua vũ khí chúng tôi đi. À, đây giờ đó. Thì lúc đó đó, vào khoảng tháng 9 năm 2018, trong một cái cuộc đối thoại quốc phòng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, tự nhiên bên phía Việt Nam thông báo phía Mỹ là chúng tôi hủy bỏ 15 cái hợp đồng quốc phòng mua vũ khí của Nga mà đáng lý bắt đầu từ năm 2019, bao gồm mua vũ khí cho lục quân, hải quân và không quân. Đó, thấy chưa? Việt Nam hủy liền. Đó, là vì cái cách xa. Đó. Rồi thưa quý vị, thêm cái lý do nữa, ông bảo là bây giờ Việt Nam giảm bớt vũ khí của Nga là gì? Sau khi Nga xâm lăng Ukraine vào tháng 2 năm 2022, đúng không? Thì bắt đầu Việt Nam nếu tiếp tục mua vũ khí của Nga lại sẽ có thể bị cấm vận. Bởi vì trước đó là đã bị xem bị cấm vận nhưng mà được miễn. Bây giờ Nga lại xâm lăng Ukraine thì Nga với Mỹ lại càng thù địch hơn nữa. Mà nếu Việt Nam tiếp tục mua vũ khí của Nga thì có thể Việt Nam bị cấm vận. Mà thưa anh biết đó, Việt Nam á, đối với Việt Nam cái thị trường Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Năm ngoái nhớ không? À, tôi nhớ ông đại sứ gì, ông đại sứ gì, ông Hà Kim Ngọc hả? Vâng. Các giới chức Việt Nam đều khoe là chúng ta có Việt Nam thẳng dư bổng dịch hơn 100 tỷ đô la. Ông tổng lãnh sự kỳ này cũng mới khoe. Vâng. Dạ, ông Phạm Minh Chính hồi tháng 5 năm ngoái, ông Thủ tướng sang Mỹ cũng khoe đó, đúng không? Thành ra Việt Nam e ngại rồi đó. À, thế thì tại sao? Đó là một lý do thứ nhất trong cái vụ mà cuộc chiến Ukraine. Cái thứ nhì nữa là gì? Bắt đầu Nga không đủ vũ khí để bán các nước khác, cần vũ khí đánh nhau bên Ukraine. Thậm chí ông không bán mà ông còn được mua lại những cái vũ khí mà bán cho nước khác. Thì trong phần trả lời được của giáo sư Can Thơ, ông nói ví dụ như Lào này, là mới đây trả lại, bán lại cho Nga 30 chiếc xe tăng T-34. Bây giờ Nga làm cái T-90 mà T-34 sai luôn là loại cũ, chúng tôi cũng mua lại luôn. Hoặc là trả lại, nếu mà tôi bán anh, bán kiểu trả góp mà, anh về thôi giờ tôi lấy lại 30 chiếc T-34 của Lào giao lại cho Nga. Thì nói chung ra đó, trong tình huống này Việt Nam gặp khó khăn trong việc mà muốn hiện đại hóa quân đội. Là họ đã tính hiện đại hóa quân đội từ năm 2014, nhưng mà vì những cái trở ngại này, có luật Kassa, rồi cái vụ mà Nga xâm lăng Ukraine. Và anh nhớ đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2021, anh nhớ không? Trong nghị quyết đại hội Đảng có thông báo ưu tiên là hiện đại hóa quân đội Việt Nam, anh nhớ không? Anh nhớ không? Đó. Thậm chí sau này có một cái hội nghị riêng về hiện đại hóa quân đội. Mới đây ông Phạm Minh Chính đó. Vâng. Đó, Phạm Minh Chính đứng đầu, anh nhớ, nếu tôi nhớ làm tổ chức ở Hải Phòng hay đâu đó. Vâng. Đó, mà chúng ta có nói về chuyện đó. Phải hiện đại hóa quân đội. Đó là cái gọi là chỉ thị của Đảng, của đại hội Đảng 13. Thấy không? Và Việt Nam sẽ phải mua vũ khí tân trang cho quân đội các loại, và đến năm 2025 thì quân đội Việt Nam sẽ là quân đội mạnh. Quân đội mạnh nha.
một quân đội mạnh cả về cái mặt chiến lược các thứ. Và dự trù năm 2030 Việt Nam sẽ là quân đội hiện đại. 2025 là strong, 2030 là modern. Anh thấy chưa? Đó là cái chỉ thị của Đại hội 13. Nhưng thưa anh, gần đây bây giờ cái chuyện chiến tranh bên Ukraine rồi vấn đề Covid-19 thì các thứ, coi như chương trình hiện đại hóa quân đội Việt Nam tạm thời ngưng hoạt động. Giờ mua vũ khí đâu đây? Thì bây giờ cái câu hỏi thứ hai của Vietstudy là vậy gì Việt Nam sẽ mua vũ khí ở đâu trong tương lai gần? Và nước nào đang có lợi? Thậm chí còn thiếu đó, Việt Nam giờ không xài T-90 đưa đây chúng tôi xài. Thì câu trả lời của giáo sư Can Taylor là Việt Nam sẽ phải đa dạng hóa cái nguồn mua vũ khí ở nhiều nơi. Chứ bây giờ một nơi nó không có. Thì từ năm 95 đến năm 2021 thì có tới là 16 quốc gia bán vũ khí cho Việt Nam. Trong đó đứng đầu là Nga. Sau đó là các nước khác, ví dụ như Israel, Ukraine, Belarus, Nam Hàn, Mỹ, Czech, Hà Lan, Bắc Hàn và Tây Ban Nha. Thì kể từ năm 2014, những nước mà đứng đầu mà bán vũ khí Việt Nam đầu tiên phải nói là Nga, vẫn còn, rồi kế đến là Belarus, rồi đến Ukraine, Israel, Nam Hàn và Mỹ. Đặc biệt anh Ukraine là cái anh cung cấp có thuốc pin cho cái loại tàu mà Gepard mà Việt Nam mua đó, mà đặt tên Đinh Tiên Hoàng, vâng, Zebra, Zebra. 6 tàu Việt Nam, vâng. Đó. Thuốc pin đó là của Ukraine làm. Bây giờ Ukraine chiến tranh rồi, không có làm nữa, không xuất khẩu đó nữa. Đó. Bây giờ. Rồi, như tôi nói trước đây và bây giờ ông sư Can Thơ cũng nói là nó có hai cái trở ngại cho Việt Nam trong cái việc mua vũ khí không phải của Nga. Thứ nhất là gì? Việt Nam mua vũ khí của Nga quá lâu, quá dài. Thì tất cả những phục tùng thay thế đồ đạc, mọi thứ đạn dược là đều lệ thuộc Nga. Mua của Nga bây giờ mà anh mua các loại đạn khác mua bắn đâu có được, đúng không? Đó là cái trở ngại đầu tiên. Và nếu muốn dẹp bớt cái chuyện không mua của Nga là một thời gian dài, anh phải thay thế từ từ các thứ, đúng không? Mất thời gian dài không thể thay thế được. Bây giờ ví dụ là anh mua của anh nè, của Mỹ nè, vì anh nó không bán anh mua của Mỹ, hai anh nó cùng hệ, anh xài chung được, đúng không? Anh đang xài của Nga anh chuyển qua xài của Mỹ hay xài của anh thì nó khác hệ. Anh đang xài của Nga anh mua của Trung Quốc thì may ra nó cùng hệ. Đó, cái đó cái trở ngại đầu tiên ở Việt Nam. Cái thứ hai đó là gì? Giá và thời gian giao vũ khí. Ở giá thì mấy ông tự bản mắc của Nga, ông Nga thường có bán rẻ hơn đó. Và trước đây tôi có nói cái chuyện này rồi, ông bán rẻ là một, thứ hai là ông có thể trao đổi bằng hàng hóa, ông không nhất thiết phải đưa tiền. Bây giờ thay vì tôi bán thì cái xe tăng là $1 triệu, anh không có tiền gì, anh đưa tôi lúa chia tương đương $1 triệu cũng được. Nhưng anh Mỹ thì không, mấy cái bản không, không, tôi lấy tiền tôi không lấy đồ đó. Thì cái vấn đề mua và giao cũng hơi phức tạp. Giao hàng cho Việt Nam, ví dụ mua của Nga dễ lắm, ok bán liền. Nhưng nếu anh mua của Mỹ hoặc các nước khác nó lại phải qua quốc hội nữa. Nó trở ngại thì anh cũng thông qua nhưng mất thời gian. Đó là hai cái trở ngại mà trong việc hiện đại hóa quân đội Việt Nam, vấn đề vũ khí đó, như tôi nói, thấy không? Thứ nhất là anh xài của Nga quá lâu, bây giờ đổi hệ rất khó. Thứ hai vấn đề giá cả và cái vấn đề gọi là thời gian giao vũ khí đó. Và chúng ta phải hiểu cái này là trước đây tôi nói nữa, là cái này tôi phải lặp lại nữa, sở dĩ mua các quốc gia tư bản nó khó là bởi nó không có cái vụ mà tiền lại quả, trong khi mua của Nga thì có lại quả cho bên mua của Việt Nam. Và điều này đã được ông Ted Osut là cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam viết trong cái cuốn Không Gì Là Không Thể, ông có xác định cái chuyện này. Và các cái tờ báo khác ở bên ngoài họ đều nói là một trong người dính trong cái chuyện lại quả là bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu tổng giám đốc công ty AIC, mà ông nhà báo David Hurt từng viết là người tình cũ của ông Phạm Minh Chính đương kim thủ tướng Việt Nam. Bà này thì bị xử vắng mặt 30 năm nhé. Vừa rồi có luật sư xin kháng án, thế kháng án vắng mặt đó, đại khái vậy. Mà AIC là anh biết cái chuyện mà bệnh viện Nhi Đồng ở ngoài Quảng Ninh với bệnh viện Bách cái gì ở Đồng Nai, tổng hợp cái gì đó ở Đồng Nai, ở Đồng Nai. Chuyện nhỏ thôi, cái chuyện lớn là chuyện bà đứng môi giới buôn bán vũ khí mà các báo nước ngoài họ đều viết cái chuyện đó. Thì đó để cho anh thấy là cái hai câu hỏi đầu tiên vào ngày 1 tháng 2 của Vietstudy hỏi giáo sư Can Taylor và ông trả lời như vậy về tình hình gọi là hiện đại hóa và mua vũ khí
của Việt Nam như thế nào trong tương lai gần, thưa anh? Vâng, nhưng mà có một cái chi tiết đáng chú ý hồi nãy anh cũng nhắc đó. Thì người ta thấy là khi mà bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang bị truy nã như vậy, mà tin tức ở nước ngoài cho rằng là bà này môi giới để Việt Nam có thể mua vũ khí của Israel. Như vậy thì nếu mà mua của Israel không khác gì là một cách đi đường vòng, mua từ Mỹ, đúng không? Thì ở đây có bất lợi không? Khi mà chúng ta thấy tin này đưa ra thì về mặt ông Canteer nói đó thì thấy có vẻ là khả thi, khi mà Việt Nam dường như là đã bớt lửa, không có phụ thuộc quá nhiều vào vũ khí của Nga nữa. Nhưng ngược lại cái đầu mối mà thật sự nếu mà bà Thanh Nhàn đang bị gặp khó như vậy đấy, thì cái đầu mối đang đi mua Israel lại đang gặp trở ngại. Đó là cái tôi quan tâm. Anh nói đặt vấn đề rất đúng. Ở đây cái vấn đề đi đường vòng là chuyện bình thường. Có thể đó là chủ trương của Mỹ và Việt Nam, Israel. Mỹ bán Israel thì quốc hội duyệt nó dễ hơn, ở Israel bán lại thì đó đi đường vòng nó lại là thêm một cái chuyện là nó đắt nữa. Anh thấy không? Như ông Carter ông nói, đúng chưa? Nó đã đắt rồi, bây giờ đi đường vòng nó lại đắt nữa. Là qua Israel lại qua AIC của bà nhà nó đắt cũng mớ nữa. À. Nhưng mà cái chuyện AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn á, thì tôi nghĩ là không phải có chuyện trở ngại đi đường vòng mà vấn đề hối lộ trong đó. Trong công chiến dịch mà gọi là đốt lò cũng chẳng. Anh thấy chưa? Bởi vì sao? Mua vũ khí đã đắt rồi, đi đường vòng đắt hơn nữa. Lại có lại quả hối lộ trong đó. Nó nâng cái chi phí lên quá cao, trong khi Việt Nam vẫn còn làm nước nghèo. Phải đổi là cả bao nhiêu ngàn ký lúa, bao nhiêu tấn lúa mới được khẩu đại bác cái này kia đại khái như thế. Thì cái đó là cái tôi nghĩ là bà Thanh Nhàn bị là bị cái chuyện đó. Cái chuyện mà tham nhũng, cái tiền bôi trơn trong những cái môi giới đó. Tất nhiên nhiều khi quốc phòng Việt Nam đi mua trực tiếp của Israel thì hơi khó, vì nó đã từ Mỹ chạy đường vòng qua Nga, qua Israel rồi qua trực tiếp quốc phòng kỹ quá thì khó quá, nó lộ liễu. Có thể đi qua công ty của nhà AIC thì được, cũng được. Nhưng tôi nghĩ vấn đề mà bị truy nã đây nó là vấn đề hối lộ, trong là tiền bôi trơn, và người ta muốn biết là tiền bôi trơn nó vào túi ai, tiền lại quả nó vào túi ai. Tôi cho cái ví dụ đơn giản, tôi tưởng tượng thôi, mua cái xe tăng giá trị triệu đô la của Mỹ, mua của Mỹ không được bởi vì nó lâu quá, nhưng bây giờ cần ngay thì phải mua cái đó của Israel. Israel ví dụ mua của Mỹ 1 triệu, ông bán lại cho Việt Nam là 1.1 triệu, ví dụ đi. Nhưng Việt Nam lại không mua trực tiếp của Israel mà lại mua qua AIC, thì từ có phải 1.1 triệu qua AIC bán qua bộ quốc phòng Việt Nam phải ít nhất là 2 triệu trở lên, có khi lên 1.5 triệu luôn không chừng. Thì cái tiền đó là có thể tiền lại quả lại cho những người đứng ra mua vũ khí, mua xe tăng. Đó, tôi nghĩ chiến dịch đốt lò cũng trọng tìm là tìm ở chỗ đó, chứ không phải mà trở ngại cái chuyện mà mua bán vũ khí. Thì phải, không có cách nào hết, phải mua thôi. Nếu muốn hiện đại hóa cân độ, phải chấp nhận cái giá nó đắt. Còn anh muốn cái giá mà đúng thì phải chờ đợi lâu. Mà rồi có khi mấy ông quốc hội Mỹ ông lại bảo ô mấy anh vi phạm nhân quyền, mấy anh không có này cái kia, chúng tôi không bán, lôi thôi lắm. Đó, chúng tôi thả đắt chút xíu, chúng tôi đi đường vòng cũng được. Nhưng mà cái chỗ lại quả nó lại vướng cái chỗ làm cái cú đó, nhiều khi nó còn nhiều hơn cả cái tiền mua nữa thì sao? À, đúng không? Một lần ăn cho nó sướng, cho nó đã. Giống như cái vụ mà Mỹ năm ông tướng cảnh sát biển, nhớ bữa mình có nói không? Như mình chưa nói mà mới để báo chí đăng. Vâng. Ông Nguyễn Văn Sơn đó. Vâng. Là 450 tỷ đưa xuống ở bên cái cục gì kế hoạch đó. 150 tỷ, lấy 50 tỷ không đủ, tôi thêm cho anh 29 tỷ, đó đủ 179 tỷ, anh lấy rút ruột ra 50 tỷ cho tôi. Anh thấy ông là 28% của nó là dễ sợ chưa? 28% nhá, 50 tỷ của trên 179 tỷ là 28%, và năm ông chia nhau, anh nhớ không? Đó, thế cái thử tính một cảnh sát biển không mà như vậy thì bây giờ tỏi các hợp đồng quốc phòng nó như thế nào? Thành ra cái chiến dịch đó lò cũng trọng là tôi nghĩ đó là muốn kiếm bà nhà là chỗ đó. Bà kê giá là bao nhiêu và ai là người nhận cái lại quả đó? Đó là câu chuyện nó mới chính thôi. Vâng, nhưng mà ở đây tôi hoàn toàn đồng ý, nhưng mà còn một cái vế đó là tôi thậm chí nhìn miền Trung, nhìn từ xa thấy là Việt Nam đang bất lợi hơn. Một mặt đó, nếu mà anh mua của Nga là anh gặp khó với Mỹ, đúng không? Bây giờ mua Nga bán. Không, đó thì như tôi nói là cái đầu Nga là được, anh coi như anh khó rồi, không mua được rồi. Nhưng bây giờ còn cái đầu Israel. Vì bất kỳ lý do gì mà nếu mà có gặp trở ngại vì cái vụ bà Thanh Nhàn mà Việt Nam giờ đây không mua được của Israel ấy, thì cái câu hỏi được đặt ra, người ta sẽ đặt ra, vậy thì anh mua của ai đây?
Thì anh, đó là điều tôi mới là quan tâm. Vâng, thì đó là lý do tại sao mà ông Cantheo ông nói, và trước đây tôi cũng từng nói, Việt Nam phải đa dạng hóa cái nguồn mua. Đúng chưa? Trước đây tôi có nói với anh nhiều lần, Việt Nam đa phương hóa vấn đề ngoại giao, sau này đa phương hóa vấn đề xuất cảng, đa phương hóa vấn đề thương mại. Thì bây giờ anh đi mua anh có phải đa phương hóa luôn, anh không bị lệ thuộc vào nguồn. Bởi vì lâu nay Việt Nam lệ thuộc vào nguồn của Nga quá nhiều, vì nó về vấn đề truyền thống, vấn đề viện trợ, vấn đề cái gì lý tưởng lâu nay đâu có, nghĩa là mọi chuyện nó chung có tốt đẹp, không có vấn đề gì cả. Ngay cả cái chuyện Việt Nam biết luôn là bên quốc phòng mua là có lại quả luôn của Nga, Nga sẵn sàng lại quả cho, không biết luôn mấy số cây. Nhưng bị đùng một cái không ngờ cái chuyện mà Nga chiếm bán đảo Crimea vào năm 2014 và xâm lăng Ukraine vào năm 2022 thì nó Việt Nam không dự đoán được. Đó là cái chỗ đó. Thì bây giờ kẹt có luật cắt xa, Việt Nam bây giờ không thể mua Nga được. Rồi Nga bây giờ cũng không đủ vũ khí để đánh nhau nữa, vũ khí đâu mà bán. Bây giờ thì mua lại của những anh mà mình từng bán. Thì Việt Nam bây giờ phải đa phương hóa chuyện đó. Mà khi anh đa phương hóa đó thì nó khổ, vũ khí nó khác, vũ khí nó khác những cái sản phẩm khác. Bây giờ ví dụ anh về buôn bán này, anh đa phương hóa thì anh xuất cảng này, chỗ này anh bán vô thuế cao anh bán chỗ khác, anh bán đi chỗ nào cũng được, anh mua cũng được, anh mua ví dụ mua máy bay chỗ này đắt quá anh qua chỗ kia mua nó rẻ hơn tí, hoặc anh mua nhiều nơi máy bay chở khách thì miễn anh đủ tiêu chuẩn là được, đúng không? Có chỗ ngồi bay an toàn, có thể chiếc này mua rẻ nó xấu hơn chút cũng ok, chiếc này mua mắc nó đẹp chút xíu, nhưng mà căn bản anh bay an toàn được. Nhưng vũ khí nó khác ạ. Vũ khí mà anh mua cái chỗ mà bán rẻ đó, thực ra chiến trường anh chết, anh chết. Nên vũ khí là nó khác, anh đa dạng cái nguồn mua, nhưng mua cái vũ khí nó phải an toàn, nó phải hiệu quả đấy. Bởi anh mua mà rẻ mà nó không hiệu quả anh chết, anh đang đến giờ đánh thua. Có một nguồn nữa Việt Nam mua sẵn sàng họ bán mà có khi rẻ là Trung Quốc thì Việt Nam lại không mua được, bởi mua cái này dân nó giết chết. Thấy không? Trung Quốc tôi bảo đảm anh sẵn sàng, thậm chí Việt Nam cần cho không luôn, Việt Nam không dám lấy. Vấn đề đó, đó là vấn đề. Thành ra Việt Nam hiện đang phải tìm cái đường, cái hướng đi như nào, chúng ta không biết lò đi nào. Chắc chắn là họ sẽ phải tìm ra đường đi để bảo vệ đất nước với cái thế giới mà gọi là khó lường ngày nay. Anh thấy không? Nhất là cái vụ vừa rồi ngày 31 tháng Giêng rơi một chiếc Su-22 ở tại Yên Bái. Báo chí trong nước đưa rất là ngắn gọn. Với anh rớt, anh này được kêu bông dù không bông dù, cố cứu chiếc máy bay rớt rồi xong là đám ma, thăng cấp từ đại úy lên chiếu tá, xong không thấy báo chí nhắc gì hết. Nhưng mà anh để ý đi, đó là một dấu hiệu không có lợi cho vấn đề phòng không của Việt Nam, bảo vệ bầu trời Việt Nam. Thì đây nó nằm trong ba câu hỏi mà Vietstudy ngày 3 tháng 2 hỏi ông Cantheo. Đó. Thì ông nói nó có hai lý do. Và cái đi bây giờ tôi trình bày cái này quý vị nghe mới là kinh hoàng này. Có hai lý do mà chiếc máy bay Su-22 đã bị rơi. Thứ nhất, ông nói có thể do lỗi của phi công. Và thứ hai là theo báo chí trong nước nói là ông được ra lệnh bung dù, nhưng ông không bung dù, muốn cứu cho máy bay và thế là ông đáp xuống không được, máy bay cháy và ông cũng chết luôn. Và ông Cantheo điều ông lược lại, đây không phải lần đầu tiên mà trong thời gian qua gần đây ít nhất là có 5 vụ máy bay Su-22 rớt ở Việt Nam. Vụ đầu tiên năm 2015 ở Biển Đông, vụ thứ nhì năm 2018 ở tỉnh Nghệ An, vụ thứ ba năm 2019 ở tỉnh Yên Bái, vụ thứ tư năm 2000 ở Khánh Hòa và vụ thứ năm bây giờ năm 2023 cũng 23. Là tại Yên Bái. Anh thấy không? Yên Bái luôn. Thì trong đó anh chưa kể có 3 vụ khác rớt cái loại máy bay quân sự. Nó gọi là Casa 2C212, rồi Su-22 và cái Yak 52 là cái loại máy bay huấn luyện gần đây. Thì theo như ông Cantheo ông nói, lý do đa số là do phi công.
Tại sao do phi công? Thì ông nói phi công Việt Nam không có nhiều giờ huấn luyện. Huấn luyện rất là đắt, tốn kém lắm, tôi kể anh nghe. Anh muốn huấn luyện phải mua máy bay huấn luyện đấy, chứ đâu phải huấn luyện được đấy. Nó phải như ngày xưa ta coi, tôi nhớ sau năm 75 ta coi mấy cái phim tài liệu miền Bắc họ chiếu đó, các phi công Việt Nam mà bắn máy bay MiG bắn F của Mỹ đó, để ông cầm máy bay nhỏ nhỏ là chỉ nhau lượn lượn lượn, nó là xưa rồi, bây giờ nó khác. Thứ nhất đó, phi công Việt Nam thường được huấn luyện trong những cái gọi là gì, nó gọi là mô hình máy bay, giống như anh tập máy bay đầu tiên lên ngồi máy bay rung 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 lại, trong những mô hình nó không có thực tế, và cái giờ bay của họ đó không có nhiều, nhưng mà được tính trong cái giờ bay mà tập, trong những giờ mà thực tập mô hình được cộng vào cái giờ bay thực tế, coi như cái giờ bay của anh nó không có thật. Ví dụ anh phải có 5.000 giờ bay làm khó chuyện đó. Tôi mở ngoặc tí xíu, ở bên Mỹ á, phi công mà nhân sự đó thường á là từng là phi công chiến đấu máy bay quân đội Mỹ bao nhiêu ngàn giờ bay được mà ngủ á ra cái họ các hãng em muốn họ cộng bây giờ đâu bộ. Nhưng mà phi công Việt Nam theo ông Canter phân tích á, thứ nhất là không có nhiều giờ huấn luyện, điểm thứ hai là cái gì, được huấn luyện trong những thời tiết thật tốt, không có loại máy bay xịn để mà tập trong thời tiết ngặt nghèo. Cho nên khi anh ra anh bay, anh tập, anh bay, anh gặp thời tiết ngặt nghèo, không có xử lý kịp. Thời tiết tốt thì ok, nhưng ngày hôm đó ví dụ thời tiết mây bay là mưa móc cái gì không khí loãng ấy, là anh không điều khiển được. Đó là cái phân tích của giáo sư Kanher là vì sao máy bay Việt Nam rất nhiều. Đó, rồi bây giờ nói về cái lực lượng, cái số lượng máy bay của Việt Nam ở trong không quân Việt Nam thì được trang bị như thế nào? Thì theo ông Can Thế ông cho biết đây, tổng cộng đó lực lượng mà không quân của Việt Nam đó có nhiều loại máy bay nhưng mà đa số đều của Nga sản xuất. Trong đó 71 chiếc nhiều loại khác nhau, trong 71 chiếc này có 25 chiếc Su-22, 11 chiếc Su-27, 35 chiếc Su-30 và 30 chiếc máy bay huấn luyện JAC-52. Đó. Đến năm 2019 thì theo như báo cáo của Bộ của Tài chính Mỹ ở Hà Nội thì bên phía Việt Nam đó, có phàn nàn họ không hài lòng với máy bay và cách phục vụ sửa chữa máy bay của Nga. Đấy, đây là ông Carter ông nói nha. Năm 2019 là một số giới chức quân sự Việt Nam nó có phàn nàn với lại giới chức ngoại giao cho thấy là có dấu hiệu quay xe. Đó, tức là họ bắt đầu không tin tưởng vào máy bay của Nga. Mà anh biết máy bay Su-22 sản xuất năm nào? Thập niên 80 anh ơi, bây giờ nó lên trên 40 năm rồi. Và với cái số lượng bay đó thì bây giờ hầu hết tất cả Su-22 Việt Nam đáng lý phải đi vào nghĩa địa và bãi sắt vụn, tại vì nó hết hoạt động được rồi, nó cái tuổi thọ nó bắt đầu là không còn nữa. Ví dụ một chiếc máy bay tuổi thọ tối đa là 40 năm, bây giờ máy bay Việt Nam rẻ quá rồi, nó đã lỗi thời và bây giờ nó đáng lý nó phải thành sắt vụn mới đúng, mà Việt Nam vẫn sử dụng. Điều đó cho thấy Su-22 Việt Nam lỗi thời cỡ nào, phải không? Thập niên 80 tính đi, bây giờ là 40 mấy năm rồi, thấy không? Thì vào cuối năm 2020 đó, như hồi nãy tôi nói đó, là Việt Nam bắt đầu tính đến chuyện hiện đại hóa quân đội, sửa chữa này, gia tăng các cái cách gọi là chiến đấu này kiểu vân vân đó, và bắt đầu là Việt Nam bắt đầu đi sửa những cái loại, chẳng hạn Su-30 là cái loại mà xịn hơn, thấy không? Việt Nam có vài chiếc Su-30 rồi, cái gì nữa, bắt đầu là đi kiếm mua thêm những cái loại máy bay mà JAC-52 để mà huấn luyện. Không đủ để huấn luyện, cái loại huấn luyện là anh phải leo, anh ngồi tập huấn luyện lái rồi bắt đầu ra lái cái bay thiệt được. Năm 2019 thì Việt Nam có đặt mua thêm 12 chiếc máy bay huấn luyện JAC-130 loại hiện đại hơn 52 của Nga. Đó. Tháng 2 2021 Việt Nam lại ký hợp đồng mua thêm 12 cái máy bay huấn luyện, này huấn luyện khác máy bay chiến đấu nha,
nó gọi là arovodotronin L39NG của Czech, của Cộng hòa Czech, trong đó bao gồm luôn cả huấn luyện cho phi công luôn, rồi dạy cho lái bay, và có sửa chữa, nó bao gồm hết trong đó, rồi có cả phụ tùng thay thế, tất cả Việt Nam mua của Czech, anh nhá, bắt đầu chuyển mua của Czech. Nhưng mà đây chỉ là máy bay huấn luyện, không phải máy bay chiến đấu. Đó. Rồi sau đó cuối năm đó thì Việt Nam đặt mua 12 cái chiếc T-6 của Mỹ. Hôm trước ta có tường thuật đó, vừa rồi là bắt đầu chuyển 6 chiếc, từ từ chuyển đó nhớ, 12 chiếc T-6 của Mỹ. Thì rồi Việt Nam cũng gửi không quân qua, phi công qua bên Mỹ học để chuẩn bị. Sau này người ta dự đoán đến một lúc nào đó mà thời điểm hiện đại thuận lợi cho phép, Việt Nam có thể mua F-15 của Mỹ, thì lúc đó phi công Việt Nam mới lại. Bây giờ Việt Nam đã cho phi công qua huấn luyện bên Mỹ rồi để chuẩn bị mua F-15, mà không biết bao giờ mua thôi. Tức là Việt Nam đang có ý định, nó còn có thể trở ngại với các vấn đề chính trị ngoại giao đâu mình không biết. Nhưng mà rõ ràng là phi công Việt Nam có được gửi qua Mỹ không? Nhưng mà đến lúc mà mua F-15 nó còn xa lắm anh. Nhưng mà ít nhất anh phải biết khó như là bây giờ mua với anh của Mỹ đồ đế quốc. Vâng, nhưng mà ít nhất anh cũng phải biết sử dụng thì anh mới mua được. Nó phải có cái bước đầu tiên. Nhưng mà ý tôi nói thời gian rất là lâu, và từ giờ đến lúc đó khi anh đào tạo đủ phi công bay, về vấn đề chính trị nó còn nhiều cái thay đổi anh không biết được. Trong cái quan hệ tay ba giữa Mỹ, Trung Quốc, Việt Nam có nhiều cái nó thay đổi anh không biết được, anh không dự đoán được. Nhưng mà đó là hướng Việt Nam đi, là sẽ chuẩn bị mua máy bay Mỹ, nhưng mà sẽ đi rất chậm, anh nhớ, đi từ từ. Như đó nó vừa đáp và vừa được quốc hội chuẩn thuận, rồi làm sao mà cải thiện nhân quyền, nó chắc chắn là mấy ông bà thượng nghị sĩ dân biểu của Mỹ là sẽ, ê, ví dụ gần tới ngày ký là chẳng hạn ông Việt Tân hay ông BBBO FOF là ông mục sư đi Nguyễn Công Chính chẳng hạn ra làm vài cái điều chân là lấy kẹt đeo đó. Anh mà dự đoán có những chuyện như vậy, tôi nói anh họ chỉ cần nghĩa là lobby vận động mấy ông mà thượng nghị sĩ hay dân biểu thuộc loại là quyền lực, ví dụ như ông Robert Menendez của tiểu bang New Jersey, ông chủ tịch ủy ban ngoại giao thượng viện, ông chặn cái là đứng lại hết. Họ biết cách lobby ngay key player là kẹp lắm thời gian. Cái chuyện Việt Nam mua đồ Mỹ rất khó đó. Rồi bây giờ trở lại vấn đề hồi nãy tôi có nói là cái đại hội 13, theo ông Canthier nói năm 2021 thì đại hội 13 quyết định hiện đại hóa quân đội Việt Nam, đúng không? Nhưng bây giờ chương trình nó ngưng rồi. Đó. Thì lúc đó đó, là họ dự chủ đó, là Việt Nam có thể mua các loại Su-30 và thậm chí mua Su-57 thế hệ thứ 5 loại tàng hình của Nga. Việt Nam nó định như vậy rồi. Đồng cái ông Nga ông trời ông quánh cho ông Ukraine. Anh thấy không? Nhớ đại hội là tháng riêng, tháng 2 bắt đầu xâm lăng Ukraine, đúng không? Việt Nam định mua là Su-57 đời thứ 5 là loại tàng hình hiện đại. Việt Nam định mua ra. Thì thưa anh, đó là những cái mà ông Canthier ông trả lời cho Việt Study. Ngoài ra thì họ có nói về trực thăng. Thì trực thăng thì trong đây thì tôi thấy nó không quan trọng lắm, nhưng đại khái trực thăng Việt Nam cũng đa số là mua của Nga. Và gần đây nhất đó là Việt Nam chỉ mua có 2 trực thăng. Trong năm 2011 là mua mới nhất là 2 trực thăng Super Cougar của Pháp làm. Còn đa số là xài những loại của Nga lỗi thời. Và vừa rồi ở tại hội chợ quốc phòng, triển lãm quốc phòng tháng 12 năm ngoái tại Hà Nội, thì cái tổ chức US ASEAN Business Council có môi giới cho Bộ Công an và Bộ Quốc phòng dù mua một số cái máy trực thăng của Mỹ, và họ đã tiếp xúc một số công ty, ví dụ như là MIIM System Group này, Lockheed Martin này, Raytheon này, Textron này, Boeing này, đó là ngày hôm trước tôi với anh đã đưa tin rồi, đúng không? Nhưng mà về trực thăng đó, thì theo cái tổ chức, cái viện nghiên cứu SIPRI là viết tắt của Stockholm International Peace Research Institute, là viện nghiên cứu hòa bình Thụy Điển đó, thì họ nói đó, cái hệ thống mà gọi là trực thăng của Việt Nam đó là bao gồm có cái loại mà Bell 205 đó của Mỹ ngày xưa lắm rồi, UH-1H. Rồi Hải quân Việt Nam thì có 2 chiếc H-225 loại trực thăng vận chuyển, lực trực thăng gọi là vận tải đó, chuyên chở đó, do Airbus làm.
đó là trong kho Việt Nam. Về 2011 thì chỉ mua có được có 2 chiếc trực thăng Cougar của Pháp. Còn ngoài ra thì thưa anh là đa số là sử dụng máy bay trực thăng của Nga. Ví dụ như các loại có 10 chiếc K-MOB-28 này, rồi 2 chiếc K-MOB-32 này, 6 chiếc Mi-17 này, 14 chiếc Mi-8 này và 3 chiếc Mi-171. Đó là lượng trực thăng của Việt Nam. Thì quả là nghèo nam. Thì như vậy anh thấy nhìn qua này, đa số máy bay của Việt Nam là Su-22. Su-22 như tôi nói nhiều căn thường bảo là 4 trên 40 năm là đang đem vũ khí địa rồi. Thì bây giờ đó, nhìn chung bức tranh là gì? Việt Nam bây giờ đang phải đi tìm nguồn vũ khí để mua nơi khác sau khi không mua được của Nga. Về hiện đại hóa, bây giờ Việt Nam phải làm sao mua các loại máy bay để có thể chống trả trong tình huống gọi là bất ổn, bất biến, bất ngờ. Đặc biệt là trong tương lai có thể tranh chấp Biển Đông của Trung Quốc. Mà với cái loại máy bay này thì thưa anh quá lỗi thời. Việt Nam bây giờ theo như cái Viện Nghiên cứu Quốc phòng cho biết là Việt Nam á dành khoảng 2% GDP của Việt Nam cho quốc phòng. 2%. Đó là con số không chính thức. 2%. Đó là bây giờ Việt Nam làm sao mà hiện đại hóa cái máy bay rồi. Su-22 thì quá cũ. Mà đa số giờ Su-22. Thì đó là câu chuyện quốc phòng Việt Nam. Nhìn vô thấy rất là lo ngại. Việc đi mua vũ khí để mà thay đổi cho cả cái hệ thống mà mấy chục năm nay xài của Nga đã là điều khó. Mà bây giờ muốn mua của Nga không được luôn. Tôi tin là Việt Nam đang bây giờ là họ đang phải đi tìm những cái nguồn nào mua ở đâu. Mà mua đồ xịn thì nó đắt. Mà nó khó. Chưa kể là bây giờ mấy ông kia, mấy ông cạnh tranh ông mua. Chẳng hạn ông Đài Loan là ra bao nhiêu, ông mua hết bấy nhiêu. Ông Nhật là sắp tới, ông 2026 là cái... quốc phòng của ông tăng lên tương đương bằng 2% GDP của Nhật. Thành 2% GDP của Nhật nó kinh lắm. Quốc phòng của ông chắc phải vài chục tỷ đô la. Anh nghe không? Trong khi Việt Nam mình anh thử tính cái GDP Việt Nam bao nhiêu, tôi cho là 400 tỷ đi. Mà nếu 2% thì chỉ độ 8 tỷ. Anh nghe không? Đúng không? Chỉ độ 8 tỷ. Không thua. Trong khi ông Nhật cái GDP nó lớn lắm. Nó tăng lên 2% thì là nó mấy chục tỷ, cả trăm tỷ. Làm ra bao nhiêu, Mỹ làm bao nhiêu, nó dớt hết rồi, Đài Loan nó dớt luôn, rồi anh kia nó dớt nữa. Việt Nam còn đâu mua. Căng và dớt. Cái duy nhất của Việt Nam giờ khó nhất là gì? Không thể mua vũ khí của Trung Quốc được. Thứ nhất là dân nó sẽ chửi chết. Điểm thứ hai, mày mua của Trung Quốc thì sẽ trả tự sản. Anh đúng không? Bởi vì anh chống đối thủ anh Trung Quốc. Cái người mà anh sẽ chống ở đục độ Biển Đông là Trung Quốc mà bây giờ đi mua vũ khí Trung Quốc là vô lý quá. Cái này chưa có lối nào. Theo những gì tôi đọc cái trả lời viết study của giáo sư Carver tăm tối, nhưng mà mình không biết họ làm như thế nào, mình chưa biết, mình cũng tin là chắc họ sẽ xoay sở cách nào đó. Việt Nam thì họ cũng không phải là tệ, họ sẽ xoay sở, mà tôi chưa biết họ xoay sở như nào. Thì ngày hôm nay qua câu chuyện này trình bày với anh là chúng ta biết đến được vậy rồi. Trước khi hỏi anh về một cái nguồn thứ ba mà chúng tôi quan sát đó, thì ở đây rõ ràng nãy giờ anh trình bày và ông Canter cho thấy Việt Nam đang gặp khó khi mà tìm các nguồn cung ứng để có thể mua vũ khí. Thì phải chăng là cái điều đó nó khiến cho cái việc mà theo tôi đó là có thể gọi là nửa trên của cây tre Việt Nam nó hơi ngã qua Trung Quốc trong thời gian gần đây. Có cơ sở để nghĩ như vậy không? Rất là có cơ sở, đó là điều tôi đang muốn nói. Bây giờ mình nói đơn giản thôi cho bà con hiểu, đúng không? Giờ tôi với anh là cần nhau nè, đúng chưa? Lúc nào tôi cũng sợ là có ngày anh sẽ tấn công tôi, mà anh mạnh hơn tôi phải mua. Anh có súng, tôi cũng mua súng, tôi thủ mua dao vậy, mà giờ tôi không mua được. Thứ nhất là đồ cũ, thứ hai là không ai bán thì tôi mua được. Mà tôi không mua được á thì tôi sẽ làm cái này, tôi chết với anh, đúng không? Bởi vì đồ anh đồ chơi nhiều hơn tôi. Anh vừa lớn hơn tôi nhá. Anh đã có đồ chơi nhiều trong khi tôi không có đồ chơi. Vậy tôi mua đồ chơi tôi thủ để chống anh, tôi mua không có. Thì biết tôi làm gì không? Tôi phải hòa hoãn với anh. Tôi phải nhẹ nhàng với anh. Tôi không làm cho anh giận. Anh nói gì? Không phải là tôi lệ thuộc anh mà là chỉ anh nói tôi nghe. Nhưng mà tôi không bao giờ làm cho anh khó chịu. Được chưa? Bởi vì anh chỉ cần khó chịu xíu là anh lấy cớ. Anh kiếm chuyện với tôi là tôi mày. Được chưa?
Nếu tôi có đồ chơi, tôi hiên ngang chút xíu. Anh bảo mẹ, thằng cha này mình có qua nhà cháu mình bắn, có sập nhà thì cháu bắn mình què giò, mình ngại. Nhưng bây giờ mình nhìn thằng cha này nó không có cái gì hết, nghĩa là trên răng dưới lũ đạn, thì muốn ăn hiếp thì ăn hiếp. Rồi mình qua mình chết cổ. Mà qua định chết cổ, cha này, cha này cha hiền quá. Ở xa anh cho đấy cũng khỏe không anh? À, lúc này nhìn anh hơi đẹp sai đấy. Anh đâu nỡ anh bắn tôi, có đúng không nào? Bảo, thôi thì cũng được, mình không ương này mà. Hôm nay mình qua nó tử tế, nó không có chửi mình như mọi lần. Chứ anh có tát tôi, anh cũng tát nhẹ. Tôi nói vậy chắc anh hiểu, bà con hiểu. Thì đó là cách cây tre nó phải như thế. Nó phải nghiêng về một bên, nó không nghiêng hẳn hết. Nhưng mà liệu điều đó có thể gọi là yếu hèn hay không? Không phải yếu hèn. Mỗi người nhìn một cách. Nếu tôi hỏi anh bây giờ tôi cách nào bây giờ? Bây giờ tôi nghe hàng xóm nó xúi tôi bảo chửi ông direct đi mà anh bập tay cho chết. Thế tôi được cái gì? Nhà tôi banh càng, vợ con tôi ly tán, nhà anh qua anh ở. Tôi được cái gì? Thôi tôi nhìn anh. Có thể người khác bảo tôi hèn nhưng mà hey, tôi không muốn anh qua nhà tôi quậy. Vợ con tôi vẫn còn ngủ, ăn ngon ngủ yên. Tôi tử tế với anh thôi. Nhưng mà anh nghĩ rằng là tôi yếu hèn mà anh làm quá thì mà tôi biết. Bây giờ tôi đi tôi cũng chết, ở cũng chết mà tôi chơi tới luôn. Anh coi chừng nè, mặc dù tôi tay không. Tôi không có gì trong tay hết. Anh biết con chó mà anh dồn vô tường nó quay trước khi đập ra nó cắn anh cũng què giò. Anh bị chó dại mà giỡn. Anh phải cân nhắc cái chuyện đó. Thế tôi không nghĩ đó là yếu hèn. Đó là cái chuyện mà bắt buộc phải theo. Vậy không có cách nào khác hết. Con người chúng ta là như vậy. Anh cứ nhìn trong cuộc đời đi. Anh đang đi làm ở chỗ này, lương cao, tốt. Mà vô thằng nó làm hiếp anh là việc nó hết, hãng nó hết rồi. Hết việc rồi, cho anh nghỉ. Không phải là giờ anh đói rồi, vì sĩ diện anh đi. Anh không đi làm, anh nhà vợ con đói rồi. Bây giờ ta bảo bây giờ đi ra quét rác cho người ta giặt đồ, anh cũng phải làm. Người ta bảo anh, ô, ông Dũng này xuống cấp quá. Ngày trước ông ngồi văn phòng, bây giờ ông xuống làm cái việc này, hèn hạ này đời ông xuống. Đó bảo, thôi thì cũng chịu. Nhưng mà tôi mang miếng cơm manh áo về cho vợ con tôi ăn. Bởi đó mới là trách nhiệm của tôi. Chứ không phải trách nhiệm tôi là để cho anh khen. Anh đi ngang chê ông Dũng rồi trước xong làm, đi làm ngày nào mặc đồ vest đeo cà vạt. Sao giờ thấy ông tề tàn tạ đời ông hèn rồi mà chịu chứ sao giờ. Anh chê tôi, anh chẳng cho tôi đồng nào. Anh khen tôi, anh chẳng cho tôi đồng nào. Nhưng mà tôi không mang cơm áo về cho vợ con tôi, vợ con tôi chết. Tôi không làm tròn cái vụ người chồng của tôi. Tôi có hèn không? Không, tôi không nghĩ là hèn. Tôi nghĩ như vậy đó thưa anh. Câu hỏi cuối liên quan đến cái nguồn mô thứ ba nãy tôi nói đó, thì anh nhớ là trước khi ông Phúc thôi nhiệm, ông có đi hai chuyến đi thăm nước ngoài rất quan trọng. Chuyến kế cuối là ông đi Indonesia, có ký kết liên quan đến về vấn đề hàng hải và Biển Đông. Anh nhớ không? Rồi, chốt được cái đó. Mà vùng đặc biệt kinh tế á. Vâng, và nhiều người nói rằng là Trung Quốc cảm thấy là không hài lòng về cái đó. Nhưng mà chúng ta nói dịp khác. Đây là đang nói về vũ khí đó. Thì cái nước cuối cùng khi ông Phúc đi trước khi ông ấy thôi chức, thì quý vị thấy trên màn hình đây. Một cái chuyến đi có thể nói rất dày và có nhiều hoạt động. Ngay cả là truyền thông trong nước lúc bấy giờ quý vị thấy là tờ Lao Động và nhiều tờ khác giật cái tít là chuyến thăm Hàn Quốc của Chủ tịch nước thành công mọi mặt. Và lần trước chúng ta đã từng nói là chuyến đi này Việt Nam và Hàn Quốc ký 14 cái văn kiện, anh nhớ không? Dạ. Thì ở đây câu hỏi được đặt ra là liệu khi mà không có được nguồn Hoa Kỳ là chắc chắn là khó rồi đó, không có nguồn Nga không mua được, Israel gặp khó, gặp chắc trở, liệu phương án Hàn Quốc có thể xem là một phương án dự bị khả thi hay không thưa anh? Tôi nghĩ là có, bởi vì anh và nhớ có thể gọi là đi đường vòng luôn hay không? Có thể gọi là đi đường vòng luôn hay không? Không đi đường vòng. Bởi vì Nam Hàn là họ chế được một số vũ khí. Nam Hàn họ lệ thuộc Mỹ, họ mua một số vũ khí của Mỹ. Nhưng mà họ cũng chế được một số vũ khí của họ. Anh nên nhớ là kỹ nghệ vũ khí Nam Hàn rất là khá. Bởi vì họ đất nước chiến tranh, đến bây giờ vẫn còn chiến tranh cơ mà. Đúng không? Thì anh nhớ đó là Nam Hàn gần đây thậm chí là một số quốc gia còn đến mua vũ khí của Nam Hàn. Vừa rồi anh nhớ không? Ông Jens Stoltenberg, Tổng Thư ký NATO, vừa thăm Nam Hàn vào tuần trước, nhớ không? Đi Nam Hàn với Nhật. Vâng. Ngày mai thì ông gặp ông Lloyd Austin, Bộ Thủ trưởng Quốc phòng của Mỹ ở
DC này, thì ông đến cũng kêu Nam Hàn là trợ giúp vũ khí ở Ukraine. Anh Nam Hàn đó, đó. Thì Nam Hàn với Việt Nam tương đối mua nó dễ hơn. Đó. Và Nam Hàn anh để ý nha, mặc dù là đồng minh của Mỹ nhưng không phải là thân thiết giống như Nhật. Anh nhớ hồi nãy trong cái miếng nước mà bị do Trung Quốc do thám không, đâu có Nam Hàn đâu, anh thấy không? Anh nhớ các bạn Nancy Pelosi tháng 8 năm ngoái đi qua Nam Hàn, ông Tổng thống đâu có gặp đâu. Có bảo đi vacation, anh nhớ không? Vâng. Cái Nam Hàn anh là hơi đặc biệt. Là bởi vì anh ít nhiều á, anh chơi bên Trung Quốc để Trung Quốc đừng có xuống Bắc Hàn quậy anh. Thì Việt Nam đi với Nam Hàn trong chuyện mua vũ khí thì Trung Quốc cũng bớt khó chịu hơn. Giá có thể rẻ một chút xíu. Nhưng mà liệu Nam Hàn có bán cho Việt Nam không? Cái đó là chúng ta sẽ thấy tính sau. Nhưng mà tôi nghĩ đó là cách Việt Nam đi là rất đúng. Tất nhiên đồ vũ khí của Nam Hàn không xịt bằng đồ Mỹ rồi. Nhưng mà ít ra là cũng có thể xài được. Và giá không đắt như của Mỹ. Và nó không trở ngại như Mỹ nhiều. Bởi vì Mỹ đó, vấn đề nhân quyền nhìn Việt Nam khác ông Nam Hàn nhìn nhân quyền của Việt Nam. Ông Nam Hàn đâu nhìn nhân quyền Việt Nam đâu, ông đòi hỏi đâu. Và công ty Samsung của Nam Hàn bây giờ là 80% điện thoại Samsung là làm Việt Nam rồi. Nó có những lợi thế đó. Thì tôi nghĩ chuyện điều phúc đó mà nếu mà có ý định trong chuyện mua vũ khí Nam Hàn, điều đó là điều quyết định rất khôn ngoan thành. Vâng, nhưng mà về yếu tố là nếu có đó thì Trung Quốc anh nghĩ sao? Là thì đã, thì nãy tôi nói Trung Quốc không có chuyện nhưng, đó. Nhưng mà ngược lại là quyền lợi của Trung Quốc cũng có ở Hàn Quốc khi mà các tập đoàn như là LG, Samsung và nhiều tập đoàn khác cũng đang làm việc ở tại Trung Quốc đó. Anh nên nhớ đó là Trung Quốc không cản được Việt Nam mua vũ khí. Nhưng mà rõ ràng nó mua vũ khí của Mỹ thì Trung Quốc không thích bằng nếu Việt Nam mua vũ khí của Nam Hàn. Đây là vấn đề biểu tượng. Ở Mỹ với Trung Quốc giờ đang là thù địch với nhau. Như vậy theo anh là mua của Hàn Quốc, ông Trung Quốc đỡ mất mặt hơn? Đúng, Trung Quốc cũng khó chịu nhưng mà không khó chịu lắm. Bởi vì cái quan hệ giữa Trung Quốc với Nam Hàn nó tốt hơn là quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ, giữa Trung Quốc và Nhật. Thì tôi nói với anh đó, tại sao quan hệ giữa Nam Hàn và Trung Quốc nó đỡ là bởi vì Nam Hàn cũng muốn có quan hệ tốt với Trung Quốc để Trung Quốc ảnh hưởng Bắc Hàn, đừng gây khó khăn cho Nam Hàn. Anh thấy em biết cái lá bài đi không? Đó lý do tại sao mà hồi năm ngoái khi bà Nancy Pelosi bà đến châu Á đi thăm, nước nào lãnh đạo lên đó nó chỉ có mỗi anh Nam Hàn là anh Tổng thống không ra đón rồi. Anh thấy chưa? Tôi nghĩ đó là cái lá bài đó gì đó là đúng, mà Việt Nam đi mà nếu mua vũ khí Nam Hàn thì là cái đường đi đó đúng. Thì vấn đề đặt ra là Nam Hàn đều có đủ vũ khí bán Việt Nam rồi, chứ Nam Hàn đều nhiều anh phải mua lắm. Bây giờ vũ khí thế giới là đang cần đổ vô Ukraine nhiều lắm. Ngay cả Mỹ bây giờ họ cũng bắt đầu cái vũ khí dự trữ, họ bắt đầu cạn, họ đưa Ukraine nhiều, bắt đầu họ cũng cạn rồi đó. Chứ đừng có nói. Thì vũ khí bây giờ là rất hiếm vì chiến tranh nó ngốn nhiều quá. Mà biết chiến tranh bên Ukraine, nhìn cái đất nước Ukraine đâu phải nó nhỏ đâu. Nó rộng mênh mông, Nga với Ukraine đánh nhau là ngốn. Tôi nói anh không nói cái đạp nội mà cái đầu đạn Đại Bác 155 ly đó mà hôm chữa giờ Mỹ mà giao cho Ukraine biết bao nhiêu ngàn quả, hơn 800 ngàn quả đạn Đại Bác. Anh có thể tưởng tượng không? Cái số đạn Đại Bác 155 ly đó, đó là báo chí Mỹ tôi đọc của họ là hơn 800 ngàn cái đầu đạn rồi đó. Nó ngốn kinh hoàng lắm. Cái đất cái Ukraine với Nga chiến trường nó rộng hơn Việt Nam nhiều. Đất đai nó rộng lắm, mà đánh kinh hoàng lắm, nó ngốn kinh hoàng lắm. Thành ra là vũ khí bây giờ là hàng hiếm thôi anh. Vâng. Đó là như vậy thôi. Vâng, câu hỏi cuối chiều lòng khán giả, một khán giả quý vị thấy trên màn hình. Người này tên là Thanh Mai Tuấn, hỏi rằng là Việt Nam có thể mua vũ khí qua kênh Ấn Độ hay không, ông Đỗ Dũng? Ấn Độ thì bây giờ anh nên nhớ là Ấn Độ đó là kết hợp với Nga. À, phải nhớ là đa số vũ khí hiện đại của Ấn Độ là làm với Nga. Chẳng hạn như hệ thống mà hỏa tiễn BrahMos. Thì cái đó là mua nó lại phải có cái sự đồng ý của Nga nữa. Theo tôi hiểu là về quốc tế đó, tôi nói ví dụ như xe tăng Leopard 2 của Đức làm nó bán ở nhiều nước nhưng mà mấy nước nó xài chứ không được bán nước khác, bán là Đức phải đồng ý. Thì theo tôi hiểu là Ấn Độ với Nga cũng vậy. Vũ khí Ấn Độ thì vũ khí nó không thường thôi, không phải mua những loại vũ khí khác cả, như tôi nói phải có sự đồng ý của Nga. Mà bây giờ Ấn Độ họ cũng không có nhiều nữa, bởi họ có thủ cảnh. Việt Nam lâu nay mua cái loại BrahMos của Ấn Độ rất là khó khăn, rất là khó khăn bởi vì nó phải qua một đàm phán với nước khác nữa. Thì Việt Nam, Ấn Độ không có vấn đề gì cả. Nhưng mà như tôi nói đó, vũ khí Ấn Độ không phải là loại xịn lắm. Không phải loại xịn lắm. Việt Nam muốn mua, nhưng mà thưa anh, như tôi nói đó,
những cái loại mà xịn đó thì lại phải có nước thứ ba. Đó là cái trở ngại. Còn nếu mà cái nào của Ấn Độ không đó, Việt Nam mua dễ. Mua dễ thôi. Nhưng mà Việt Nam thì thưa anh, phụ khí Ấn Độ không phải thuộc loại xuất sắc lắm. Pringles giòn tan đến tận miếng cuối cùng với nhiều hương vị và kích cỡ khác nhau. Pringles hiện đang có bán tại các chợ và siêu thị trên khắp cả nước.